Ok, lên em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục một game mới thôi. Tôi vẫn chưa biết chơi game gì, nhưng mà lướt lướt nãy giờ á thì thấy ngày mai sẽ ra mắt hai game này. Nên nay cũng tranh thủ thử một con trước. Gọi là Go Group được. Game này tên gì ta? Giống mà cái chữ ô quế quá vậy. Để tôi lướt thử trang tên phép của game đó. Đây. Game này là tôi nhớ cái đợt xem video tháng 3 á, thì nó nói về cái chủ đề là Auto Battle. Auto Battle nè. Nó cũng là một cái game thẻ bài nữa, kẹt battle giết bui luôn. Goldeneye thì như mấy con game thẻ bài khác mà yếu tố chiến lược chơi đi chơi lại nhiều lần thôi. Game này nó lấy bối cảnh là chủ đề quái vật đây, như cái đoạn trailer tôi thấy nè. Nhưng mà cái yếu tố Goldeneye thì không biết nó có chiều sâu không. Game thì 10 tiếng nữa sẽ ra mắt, thì chắc tầm tầm là sáng ngày mai á, cũng chưa rõ là khi nào nữa thôi. Chắc mà anh em sáng thức dậy xem cái video này game đã review rồi. Game vẫn đang trong cái giai đoạn mà early access nha, nên con game này sẽ hạn chế khá nhiều tính năng đó. Tuy nhiên thì cái thời điểm mà game phiên bản đầy đủ á, đây chỉ là nửa đầu cái mà 2024 này thôi, nên cái thời gian nó không có lâu nữa. Bây giờ đã là tháng 3 rồi, nên chỉ cần khoảng là 1 quý nữa là có thể con game này sẽ ra bản full review luôn. Trong cái thời gian này á, thì game sẽ có thể tăng giá nha, nên em cân nhắc có thể mua được cái giá game lúc này do nó có giá ưu đãi hơn tới tí. Đây coi thử cái Zalo game. Hồi nãy tôi vô cái option setting cài đặt các thứ đó, nhưng mà nó vẫn không chạy. Thì bây giờ tôi có thể hy vọng là con game nó chạy được ổn định nguyên chỉnh đó. Game này thì trailer chủ yếu nó nói về cái auto battle thôi. Toàn bộ cái video này hình như là toàn là sau gameplay hết. Chỉ liên tục sau vào cái gameplay như thế này. Game này coi bộ là thuộc một cái dàn cái lá bộ bài nó thì cũng hơi mệt đó nhau, nhưng mà roguelike mà anh em càng chơi thì sẽ càng mạnh hơn. Ngoài ra thì mình hiểu về con game á thì cũng là một cách mạnh hơn rất là nhiều. Cái bộ bài này nó có 1 đến 5 vạch thì chắc là chỉ số năng lượng á, nhưng mà số 1 như đây là cái gì ta? Vạch 5 cái vạch nó có thể là cái nâng cấp, còn cái số ở trên nó thường là cái số năng lượng hơn. Đây là một cái dự án kích tan nha, nên anh em nào mà có quyên góp thì ủng hộ tiền á thì chắc sẽ được một số ưu đãi. Rồi bây giờ chúng ta vô game coi thử cái bản chất game này nó làm sao. Cái hình nền này nó hơi xấu một tí. Game này được làm bằng Unity á. Bạn đã nhận được cái hình thụ gì cả? Go to và chích mạnh để nhận cái hình thụ đó. Đâu đâu đâu, đâu, đâu đây à? Win một battle trong 30 giây. Hồi nãy tôi bấm lên tôi test thử đó, nhưng mà chưa có bắn nữa. Nhận hết thì không được. Mình có 200 kim cương nào, bây giờ mình sẽ vô mình nâng cấp cái gì đó. Nghe đít game này thử rồi. Game này toàn tiếng Hàn không à, người Hàn làm nên tôi đọc tiếng Hàn này cũng không hiểu luôn. Bên đây thì chắc là những cái mà chức danh là vị trí nghề nghiệp nè, còn đây là tên của người làm. Rồi nãy là cái option nó nằm ở góc phải phía dưới nè, làm tôi tìm quá trời luôn không có option được cái nào cả. Đây nghiên cứu tôi có 200 điểm nè, mới mở phá được cái thành tựu ở dưới này, cái trận đánh đầu tiên của tôi luôn. Bây giờ cái này là sao ta, cái này như nhân vật của chúng ta. Nghiên cứu đây tôi có 200 điểm rồi, bây giờ có thể mở được sơ sơ cái mình. Cái này hình như là tăng thêm cái tiền 5%, cái này có 1-2% là bèo quá. Báo tối đa của đồng minh cộng 50 luôn, ngon nha. Tốc độ đánh tăng hơn 5%, được lấy trước hai điểm này đi. 50 máu thì tôi không biết có nhiều không, hồi nãy chơi cũng không để ý cho mấy. Game này đang Early Access nên chúng ta có ba chế độ chơi là chính. Hiện tại thì chỉ mới mở được cái main chapter đầu tiên thôi, hai cái này thì sẽ mở phá trong tương lai, thì không biết là ở phiên bản đầy đủ hay là trong những cái đợt update sắp tới. Bây giờ chúng ta cứ chơi cái này đã. Chapter 11. Bạn có muốn tiếp tục cái season đã xếp không? Hồi nãy tôi bấm thử rồi, bây giờ chơi lại từ đầu đi. Đây là một trong số những cái lát của chúng ta nè. Phiên bản này là Steam 0.776. Hồi nãy là tôi bấm thử cho em này, nó 70 đam, tốc độ là 0.8.
cái bộ kill là cái lát này là cái lát hỗ trợ với khả năng hồi máu rất là nhiều. Cái mà cái kill chính của mình đó là cái kill mà một cái kill hồi máu theo một cái khu vực nào đó thôi. Mình có thể mở phá những cái kỹ năng ở đây nữa. Thanh niên này 85 mà. 85 0.8 45 10. Mấy chỉ số này cũng như nhau à, không khác gì cả. Ô, bên đây là cái bộ khiêu cạc nữa hả? Cái lát này có cái tốc độ. Lát này thì chắc là xạ thủ rồi. Thanh niên này tên là màu tím luôn. Đúng là cái tống màu tím luôn nè. 110 mà đánh hơi chậm tí. Gan là 6 hả? Mốt gan là 4. Chấp nhận bắn cái khoảng cách và phát bắn chết chóc đơn mục tiêu. Chưa mở được cái gì cả. Chơi thử nhân vật này đi. Bỏ vô đây. Mình hiện tại là chỉ có một nhân vật thôi nha. Đây là cái gì? Đây là một cái căn cứ đơn giản nằm ngoài không gian của Paladin gì đó. Blum, Gunner. Blum là Gunner, là một người sở hữu cái bộ khiêu tấn công chưa kịp đọc. Nhấn vào đây, mình sẽ chọn được cái bộ trang bị cho mình. Cái này là không có hiệu ứng ở biết gì luôn nha. Không có nghe cái tiếng gì luôn á, chỉ đơn thuần là mở ra thôi. Cái này hồi máu, hồi phục cho bản thân 250 máu cho đồng minh. Tác dụng thêm mà một lần nữa, hai lần nếu như đồng minh ít hơn 50% máu. Sau đó thì nó mất luôn cái lá này. Mình có hai lá hồi máu và bốn lá tấn công. Một trăm năm chục phần trăm. Không hiểu cho lắm. Rồi, chúng ta nói chung là có bốn lá tấn công bình thường đi. Nét hả? Nét. Chúng ta qua ngày đầu tiên, ngày 1. Hồi nãy là tôi vừa chơi xong cái này luôn nè, cũng chưa biết làm sao hết, vô bấm đại bừa 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 bừa. Đây là nhân vật của mình, 1330 máu. Sử dụng bằng cách gáp rồi góp kéo và thả. Rồi ok, sử dụng vật phẩm cũng cách kéo thả luôn, lớp sành lớp 10. Bắt tờ. Cái bộ bài của mình chỉ có 6 lá thôi. Từ 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 từ. Mình có 3 điểm năng lượng ở đây, tối đa là 9 điểm. Phát bắn đầu tiên của mình. Bắn vô con này. Cái chiêu này sao đam cao quá vậy, mà cái chiêu nãy 2 điểm thì đam nó lại thấp. Bắn chậm nha, bắn hơi chậm đó. Cái gì ra quay nữa thì mình hết điểm rồi. Đi ra. Rồi, xong cái ngày đầu tiên. Bây giờ cái phần thưởng của mình phải không? Mà mình có cái shotgun ở đây. Cái này nhìn chung là giống như những cái trang bị dưới đó. Rồi, hiểu rồi. 12 tiền, một cái hộp HP gì đó. Cũng là một cái dạng trang bị luôn. Bây giờ mình có thêm bộ bài mới. Đi.
khi mà mình sử dụng ba cái card tấn công á thì sẽ bắn thêm một cái card mà có thêm cái file này nữa, nó là 60% cái điểm tấn công của mình, sau đó thì nó phá hủy luôn. Hai cái card này vẫn giống hai cái card tấn công bình thường của mình hồi nãy, bắn vào điểm yếu hả, mình không có được lựa chọn nhau hết nha. Mình có chỉ có ba ô trang bị thôi. Ồ, hai cái trang bị giống nhau, hình như là nó có thể nâng cấp lên một cái xịn sò hơn. Anh em nhìn nè, ở đây có một cây súng nè. Nếu như tôi có một cây súng nữa thì nó sẽ ra cây súng điện này. Được. Trong ngày đầu rồi, ngày thứ hai chúng ta không biết cái sự kiện gì, cái gì. Ở đây thì có ba cái lựa chọn, nhưng mà cái lựa chọn đầu á thì cái nào cũng random card cả, chả khác gì luôn. Bài đâu, bài đâu, từ 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 cái lá này xài đầu tiên nè, rồi tiếp theo mình tấn công nó 3 lần. Rồi bắn mấy con nhỏ nhỏ này đi. Thì nó đẻ ra ba con nhỏ nữa nè. Rồi, đơn giản, mất hơi một tí máu. Từ 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 từ. Bắn phát nữa, bắn phát nữa, phát nữa. Sao mấy thằng này nó trâu dữ vậy? Hồi máu luôn không? Chắc không cần đâu. Mấy cái quay đầu thì nó cho mình đơn giản để chọn bài là chính. Một cái quyển sách, một cái này. Gúp một cái kẹt tím á, sau đó bỏ nó vào tay mình. Cái kẹt này á, sẽ không tốn điểm để mình sử dụng luôn. Sau đó thì cái lá này phá hủy cũng được. Max HP của mình là đang bao nhiêu ta? 1430, 1530 được. Em này thì chắc là dạng chuyên bắn bot thôi, chứ đi bằng cái linh quay này không có chiêu AOE đánh thì đúng là rất là mệt luôn á. Không, đánh nhau tiếp, chưa có cần về nghỉ gì đâu. Cái mà quân địch bị nhiễm khuẩn á, thì nó sẽ rất là mạnh luôn. Nhấn chuột phải vào để xem cái thông tin của nó. Chết rồi nghe, máu nó bằng máu mình luôn. Cái tấn công của nó cũng vậy luôn, nhưng mà con này là tay ngắn, vì mình giết con này trước, không cho nó tiếp cận. Con này tầm bắn 6 ô nó gần bằng mình. Rồi, quốc thôi.
máu mình còn 1.000 đó. Đánh nữa à. Thằng này 1.000 máu. Một combo của mình thì trầu quá, nó trầu quá luôn. Một phát nữa nó chết rồi. Ê, ê, ê. Vẫn là những cái lá tấn công cơ bản thôi. Còn cái lá này thì mình có thể tăng thêm một tí phòng thủ nè. Trong 8 giây phải không? Được. Hồi máu luôn hả ta? Mình hồi được 1.500 máu luôn không? Cái này cái điểm hỗ trợ của mình. Chả cần đâu. Ủa? À mình có thể gọi thêm một thằng đệ nữa. Thằng này nó cầm cái cây gì thấy trông cũng ổn ha. Thử cái này đi. Lê gần đã ghi. Lê like, ghi like, cuộc sống mới. Là một cái lát hỗ trợ đơn thường. Skill card. Bộ bài của mình bây giờ hai nhân vật nên nó lên 10 lá rồi. Từ 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 từ. Chưa cần đâu, lá này chưa cần. Này mất máu nhiều dữ nha, không ổn rồi. Sao nó có máu nhiều dữ vậy ta? 700 mấy máu. Chia sát thương ra mới được. Chả hiểu gì cả, nhưng mà thôi. Cho bài thì cứ lấy, đầu game thì cứ nhận nhiều bài nhất có thể để chúng ta biết là coi cái lá nào ngon, lá nào xịn. Nãy giờ không thấy trang bị mới đâu. Có cái shopping này nè, mình có 120 tiền. Đây là những cái lá bài của mình. Random Exit là sao? Không hiểu cho lắm. Cái lá bài của thằng này. Thằng này nó thiên hướng mà hỗ trợ hơn là nó thường công đó. Nên để nó ngoài trước là thấy sai sai rồi. Sao
thì cái tiếng gõ chữ nữa bây giờ không có hiệu ứng 50%, 200 tiền tất cả quá trừ 30% máu, 50%. Mình được một cái mũ hoặc là một cái món đồ nào đó. Mình sắp tới shop rồi, lấy tiền đi. 200 tiền. Máu với full HP trừ 30% hết. Nữa hả? Nữa hả? Làm phát nữa ấy. Chào mừng. Mấy cái này là sao? Mấy cái bước đi này là sao ta? Gắn vô cái lá bài này hả? Tấn công cộng 10 nó có 20 đồng à. Mình tiền nhiều lắm. Cái này là mod. Mod thì mình đang 100% này. Cái này là thuốc thôi. Hồi 20% máu tối đa. Mua cái này luôn. Hết tiền. Đây là những cái lá bài phải không? Không biết gì cả. Chỉ vậy thôi à. Rồi, chúng ta gọi được thêm một thằng đệ nữa nè. Bây giờ lo em hồi máu này theo. Heal đồng minh đó. Heal đi, không cần đâm đâu. Glitch là một cái lớp hỗ trợ đơn thuần, giống như là có kỹ năng hồi máu. Tới đây rồi, với dấu chấm hỏi rồi. Chuẩn bị đánh boss rồi kìa. Giữa luôn. Nãy là cái máy đánh bạc, hồi nãy chúng ta là cái tình show hết trên. Trừ 100 tiền, làm gì có tiền. Không có tiền, nó trừ hết luôn phải không? Rồi, méo có cái gì luôn. Trước khi đánh boss chúng ta đã trắng tay. Sau đó về cắm trại một lần nữa mới đánh boss nha. Con này mới là dạng như cái quái khu vực thôi, chưa tới tính là boss được. Tôi không hiểu cái lá này là cái gì nè. Máu 999 hả? Nó bắn mình sắp chết luôn rồi. Một quay á, à, hai quay chứ nào. Trời nó lại quẹo xuống đây, con này nó khốn nạn thiệt á. Ta kết điểm yếu vào cái con này. Đây luôn. Rồi mình dồn đam mình ghét thằng này chết luôn á. Nó còn 14 máu kìa. Chiến binh của mình đã chết rồi.
tí nữa về cam thì chắc cũng sống lại được thôi. Giờ này còn quyển sách thôi máu gì nữa nữa hả? Ủa? Con này sao nó đứng đây vậy? Máu nó 4k lần này mời. Bắn đôi mù quýt cho nó rồi gục luôn rồi. Bắn bằng đêm mà rồi, nói chung là cái đợt đầu chúng ta phải ăn hành tồn tập gì bị kẹt cái gì ở đây nữa nè. Tính lại cái bát tờ này hả, tôi nghĩ là không có khả năng thắng nổi đâu, tụi nó quá là mạnh đi. Trời chứ, một hit chết luôn. Mình không có di chuyển được nha. Đứng ngay đó rồi là coi như chết ngay đó luôn á. Nếu đỡ được nhẹ thôi anh ơi, không thua luôn đi. Bây giờ chúng ta chơi lại từ đầu. Chích bành chúng ta nhận được cái mới, vẫn là cái này thôi. Mấy cái này hơi bị khó nha, nhưng mà 700 điểm rồi nè, bây giờ nghiên cứu tiếp thôi. Này là cái gì? 5 chấm tiền. Khi mà bắt đầu trận đấu thì ngẫu nhiên nhận được một cái mảnh nguyên liệu. 500 nữa không đủ. Cái này đủ nè. Tăng thêm tiền luôn đi. Mấy cái này toàn bộ là 500 hết nha. Có khi mình phải ăn hành liên tục đến khi mở toàn bộ cái cây kỹ năng đó. Chơi này đầu tiên. Mới đầu game mà sao nó khó gì ta? Skill này 3 điểm, tạo một cái vùng trong vòng 6 giây nó sẽ nổ đam ra là 60 à. Cái vật dụng của nó là làm chậm. Còn cái này bắn đôi mục tiêu nào. Mưa mưa đạn hả? Gây trăm mấy đam. Em này thì thiên về support rồi.
phải kiếm thêm một cái trang bị nữa cho em nó mới được. Rồi, đến boss anh ơi. Quen quen con game này đó. Đầu game thì mình không có vị trí nào đẹp đẹp đó. Rồi bắn xuống thì nó đi ở trên này. Cái này bắn yếu dữ vậy ta. Nhưng mà được cái hồi máu nè. Cứ để nó bắn đi. Mình mất máu mình hồi. Đơn giản, giữ máu khá là tốt luôn. Quay 2 mút luôn. Bắn hơi chậm tí. Bắn rất là chậm luôn, hơi bị khó nha. Em này đam yếu à, đam quá yếu luôn á. Tạo một cái dùng hồi máu nè. 2 ô, phạm vi 2 ô, nhưng mà bây giờ mình có một mình thì sao mà hồi máu được. Để đây đi, tí nữa có ai tăng cơ được á thì mình mới cho mấy cái quyển sách này do cái thằng tăng cơ nó cầm. Em này dí bút rồi sao thôi. Hình như hồi nãy là ngày 4 chúng ta mới có thêm một người nữa phải không? Bắn thoải mái luôn. Cố gắng giữ máu cho cái nhân vật của mình. Nó hồi máu kinh quá vậy ta. Bắn nó không mất máu luôn kìa. Bắn thoải mái, mình hồi máu thoải mái luôn. Em này có bộ ngon nha. Mình sẽ nhận 20 tấn công và boost thêm một số cái năng lực bất cứ khi nào mình sử dụng cái bát ghét này. Cái lá này không ngon cho lắm, nhưng mà lá này có thêm ghi đam nè. Em này đang rất là thiếu đam luôn. Ngày 4 như ta. Đây ngày nữa. Bên này đi. Một cái quán cà phê bị bỏ hoang như thế này. Vô đây mình sẽ làm được cái gì?
mở một cái hộp nhận được cái này, tất cả các quá thì hồi 100% máu. Cái này chứ cái trang bị 20 20 không có gì là 60%, lấy cái trên chắc ăn. Mình nhận được hai quyển sách luôn. Rồi bây giờ có thành viên mới nè. Chắc lại là em xạ thủ hồi nãy thôi. Chứ chúng ta chưa cần tăng cơ bây giờ. Em này lên xạ thủ nè. Có con chó nè. AG, AG cân bằng giữa mà tấn công và phòng thủ luôn. AG có cái skill tạo là bột khói và một cái lớp siêu. Thằng này tăng cơ cũng được. 3 điểm rồi hả? Nó sẽ gây mù và được cái hiệu ứng này trong vòng 8 giây tới tất cả những cái quân địch trong khu vực, trong đó thì nó tự boost siêu bản thân lên rất là nhiều, 30% là vào ra cái tên lửa này trong tay, bất cứ là khi nào cái skill card được sử dụng. Lấy phòng thủ đi, không có được chọn. Lấy thử cái này thôi, cái này lá cạc ngẫu nhiên luôn, không có thù cho ai hết á. Hai đá này tí nữa cho mà AD của chúng ta. Thanh niên này rất là trâu luôn á, tăng thoải mái luôn á. Ủa sao lại lâu lên? Vãi, hai đứa này tự nhiên lao lên cho mất máu vậy. 12 rồi. Rất là châu bò luôn. Trời trời, nó hồi 1.000 máu. Mình cũng có chiêu hồi máu nè. Ba lá này đều rất ngon. Mình có thêm một cái bi mật. Không có lấy đồ ra được hả ta? Đồ gắn vô rồi là nằm trong này luôn. Nắp hai cái này vô thì cũng kỳ lắm. Nó tăng đam chí mạng rồi thôi. Cái này cho AD thì chính xác hơn á. Rồi, cái này nào. 200 tiền. 50% nhận được cái công đức này tầm quốc luôn.
Cái này công rất là thường công luôn rồi. Cái này cũng vậy luôn. Cái Fugger là cái gì tôi không biết. Cái này đánh càng nhanh á thì mình mới nhận được cái hiệu ứng này. Là cho cái thằng AD nãy được á, cái thằng mà cầm ai sút cái lồ nãy á, chứ em Neighbor thì không có ngon. Cái này thường tăng luôn nè. Mình thiếu đam lắm, mình lấy cái này đi. Bây giờ có gì để mua đâu, nên là đánh đi, có 100 tiền rồi. Chứ tôi sẽ đeo luôn cho thằng này. Ủa cái này là nó đã hợp lại rồi. Anten với cây súng là hợp ra cái này rồi đó. BWG là cái gì ta? Đây nè. Tăng cái hiệu ứng cho cái lá cạc mình lên là 60 là không hiểu cho lắm. Tức là cái power này dạng như là mình xài phép gì đó nha. Thì dạng như anh em hiểu đơn giản là mình dùng cái lá cạc như này á thì nó gọi là cái chiêu thức gọi là phép, thì cái điểm này VWG nó sẽ cộng vào cái phép của mình. Còn hai cái này thường tấn công cơ bản thôi, tôi đoán là như vậy. Thực ra cũng chưa hiểu nhiều lắm. Ê quên xếp vị trí rồi, rồi rồi để mấy vị trí này mới đúng nè. Xử lý quá. Trời, mất một lần cả ngàn máu luôn. Dạ. Hồi máu. Nói chung cũng mất máu đó nhưng mà không quá nhiều, ở mức tạm chấp nhận được. Cái này với cái này nè là nó ra cái shotgun này với cái gam này, nó sẽ ra cái này. Giết một quân địch thì nó sẽ tăng thêm tốc độ, tăng thêm 20 điểm công trong vòng 3 giây, nó sẽ tắt dồn lên đến 10 lần cũng được. Đây mới là quan trọng nè.
Nãy giờ chưa qua được cái ngày này nữa, thiệt. Bốn điểm. Nếu mục tiêu dưới 10% máu thì tiêu diệt ngay lập tức và nhận lại ba cái điểm năng lượng luôn. Tức là coi như lá này chỉ tốn một điểm á. Sao tự nhiên hồi nãy mình không có lá đó ta? Mà bây giờ lại có cái lá ngon như thế. Hồi nãy là thua ngay ngày thứ 10. Còn đi anh em. Đợi hàng này nó nở rồi đó. Rồi nó nở chưa? Máu dữ nhờ, dính độc mất máu liên tục luôn á. Rồi vẫn đội hình này đi. Bảy trăm đam để nó bắn đi hả? Không chết, không chết, mất luôn 4 điểm, trời ơi. Nằm hai máu à. Hồi nãy là thua ngay cái quay này, bây giờ chúng ta thắng rồi, nhưng mà toàn thương binh liệt sĩ không à. Mình có thể đẩy bỏ một kẹt đi, rồi sau đó rút một cái kẹt nữa, cái kẹt mình mới rút á sẽ tấn công ngẫu nhiên một mục tiêu. Bây giờ mình quỷ một kẹt đó để nhận thêm hai cái băng đạn này, hai cái viên đạn này. Mình sẽ nhận thêm 10 điểm tấn công khi mà có quân địch lại gần. Tăng thêm cái hưởng meta này. Trời, đến bốn nữa hả? Con nha. Tôi nghĩ là chúng ta không thể qua con nước này nổi đâu. Giết này trước nè, nó có khiêu độc khó chịu lắm.
Tí nữa đủ điểm mình xài cái này cho chết con chó luôn. Chết luôn, hồi lại 3 điểm, tự nhiên mất có 1 điểm thôi. Nó ừ đúng rồi đó. Mới có quay 1 thôi mà mất máu nhiều quá rồi. Bây giờ nó đến đâu vậy? Gắn gạt này nè. Trời ơi còn 100 máu à. Máu thì rất là khó nên mình có khi gạt này trước á. Cho mình bị kéo đây rồi. Rồi bắn không kịp luôn bà nó con game. Nhớ tao đi. Nói chụp này nó cứng quá à. Bắn lên tết luôn. Thử lại lần nữa. Game khó bãi đáy vậy đó. Ngay cái quay đầu mà nó ăn hành liên tục như thế này. Kiểu này chắc tôi phải là cài gần như mát cái điểm đó luôn á, rồi chúng ta mới bắt đầu đi á. Cái ô này nó xanh lè là sao ta? Định chứ gì chết luôn rồi. Có lúc nào bỏ cuộc cho anh không?
Chứ tình đết là sao? Thôi thua, anh em đợi tí, tôi ra tôi cài điểm số lại mới được. Để nó giết mình đi. Giao sau thì chúng ta nhất định sẽ thắng thôi, anh em cứ yên tâm. Trời ơi, gì mà cũng qua mạng rồi. Đâm đia hồi nãy là cái em này nó còn cao điểm hơn cái con bé này nữa. Khiếp gì đó hả? No. Lần này chúng ta qua màn đó, anh em thấy tôi nâng cấp đầy đủ hết được chưa? Cay, con game này rất là cay luôn. Bây giờ chúng ta chơi lại lần nữa. Khởi đầu thì chắc là ngày sau ta. Gấu này mình chưa mở được. Hai nhân vật này thì không, thằng này có chiêu phòng thủ ngon hơn. Đường này thua nữa là nghỉ luôn đó. Tôi cay dữ rồi đó. Thằng này đánh rất là nhanh. Cho nó đeo luôn. Cái này không có FPS âm thanh được bài gì hết. Này nó bắn chả mất máu mấy nên cứ thông thả đi cho nó bắn đi. Bốn trăm đam phải nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng luôn. 900 đam phải không? Quá là mạnh, quá mạnh luôn. Cái nhất là cái chiêu bơm khói nó. Đây là bơm khói nó nè. Bơm khói này xuống cái băng một trái bơm khói, nó kéo dài trong 6 giây. Hỗ trợ một cái vùng đặc biệt. Đồng đội trong này thì sẽ tăng cái né tránh, còn quân địch thì sẽ bị mù. Mù này thì nó sẽ giảm cái chiêu mà có mấy địch xuống bớt đi một ô. Khi sử dụng cái này thì một đồng minh của mình nằm xuống á sẽ được hồi sống lại và hồi 30% máu. Nói chung là không có tác dụng gì trong cái việc tấn công hết. Kêu kẹt là cái gì ta, còn tấn công kẹt là cái gì? Tên đúng đi. Cô này nó đứng mất mẹ ơi. Nó đứng đâu này.
Rồi, chủ yếu là mình lấy thịt đè người thôi. Đợi hàng này nó nổi ra mình nổ một phát. Sao máu mất nhiều vậy ta? Ngon nè, cái này rất là ngon nè. Cả ba cái đều ngon cả. Quay nữa thì mình sẽ lấy em xạ thủ, còn quay cuối mình mới lấy là cái em hồi máu. Tôi nghĩ đội hình như thế là chuẩn chỉ nhất này. Ngon nha. Tất cả đồng minh khi bắt đầu trận chiến sẽ nhận được 150 giáp luôn á. Lấy em xạ thủ này đeo. Ngày 8 thì mới được một người nữa. Nó trâu vật vã luôn á. Được. Thằng đó đúng là vừa có đam vừa tăng cơ rất là ngon. Nhìn đùm, coi chúng ta có được những gì. Một cái mũ này cộng 15 thủ. Mấy tiền. Tí nữa mình có em hồi máu này, với mà về cái cam này, nên không có sợ mất tiền. Nên không có sợ mất máu chứ. Lấy tiền để qua đây shopping nè. Ồ, mình chơi cái lát Aesop đó là tăng 20% máu cho thằng đó luôn. Có cái siêu thì bắn mạnh hơn rất là nhiều.
Ừ, cái này cũng được mà nó dao hai lưỡi mà. Này làm sao ta? Chết rồi, lỡ bấm mua luôn mày. Mày đi mua mấy cái này đi. Cái này xài sao? À, mình sẽ lắp vô cái thẻ này, cái thẻ phòng thủ nè. Từ 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 sử dụng cái lá cạc này thì sẽ cho một cái vị trí mục tiêu bất kỳ, với là bất kỳ cái code luôn. Cũng được. Rồi bây giờ mình gọi cái em support vô nữa là đủ bộ đó. Mấy cái này không biết làm sao nâng lên được ta. Combination là sao? Hồi máu AOE hả? Nãy giờ chơi gần tiếng đồng hồ mà vẫn chưa quen con game cho lắm. Lần này thắng hay thua gì cũng nghỉ hết nha. Rồi jackpot 3 số 7 luôn. Chỉ mất 100 tiền thôi, còn lại trả được cái gì cả. 30% mình được thêm 30 tiền, 300 tiền và 30% mình nhận được đồ. Rồi cuối cùng chả có. Boss này 3 quay. Ngon. Hồi thức rất là mượt mà luôn á.
Nó bị chón rồi, nó bị chón rồi. Quá nhẹ nhàng, đúng là nâng mát cái cây kỹ năng lên thì quá nhẹ nhàng luôn. Gunner support tất cả lock sẽ tăng thêm hiệu ứng, không có điểm gì con luôn. Lock thì chỉ có mỗi thằng kia có lock thôi, Gunner thì mình hình như là không có lát nào cả. Con bé là cái gì tôi cũng không nhớ nữa. Cái lá này lấy hai banh ghép, tức là hồi được khoảng là 500 máu phải không? Nhâm châm máu cũng được. Ngon 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 ngon. Thì súng lách ma luôn. Còn gì nữa không anh? Cho em hết đồ đi. Quân sao em đến boss rồi. Cái này là cái gì đó? Mua đồ. Hồi phục máu hoặc là cái gì đó. Random ghi lai cạc, đánh tiếp không có gì phải sợ. Vô luôn, cái dòng này là gì đó? Phải thì không có xài kịp. Hai bát chết hồi 20 HP cũng được nha. Tun kéo dài trong 2 giây. Mình không có hệ điện. Có 7 mấy tiền à? Đánh bot này thì con bot khó xèo. Đánh con gì ấy? Con bạch tuộc hả? Ủa mấy cái màu đỏ này trời, mấy cái màu đỏ này là nó hệ kỹ với mấy hệ bút. Nãy giờ toàn nhét vô không à? Thiệt. Chơi ngu rồi, chơi ngu rồi.
hèn gì hồi nãy đứng trong đó nó chết bốc hơi luôn, bà nó không có đọc chữ. Đống máu luôn. Chó là tôi nó rồi. Đây là gì? Tiếp thôi. Máu nó 2600. Nó chả mất máu luôn. Quá trâu rồi. Mấy cái này là mấy cái gì đó, máu nó không mất miếng nào luôn rồi. Kill block, khi mà mình đánh một kill á, nếu mình nhận được cái phản ứng mà ngược lại á, như tool shock và cái gì đó, mình có thể ưu tiên dùng đá tool cho nó trước khi là nó xài cái chiêu đó, phải không? Gọi là phá chiêu đó rồi, được, hiểu. Đơn giản vậy thôi à. Thôi ơi, game dễ mà anh em ơi. Khẩu báo chọn là một trong ba cái mảnh của cái vũ khí Uniware này. Năng lượng thì kinh đao trừ 20%. Tuy nhiên cái dùng hồi phục do nó thì không còn giá trị nữa. Mỗi lần mình sử dụng ba cạc thì gây 3% máu tối đa. Mấy cái này lúc này là cái gì? Bây giờ nhóm chúng ta là đi được vô cái đường hầm rồi. Cái này là cái khu để mà mình tìm hiểu mấy con quái vật ngoài hành tinh đó. Nhưng tóc tím nào, khu căn cứ thì rất xa ở cái trên cái hành tinh này. Tín hiệu nhận diện đang rất là yếu, tôi cảm thấy đang rất là tệ. Gặp thế nào cũng gặp mấy con quái mới à. Nãy giờ mới là cái tranh Lego thôi, bây giờ mới bắt đầu cái thử thách thực sự nè. Thiệt chi đó hả? Ủa cái bản tôi là cái bản Gorogua hay gì ấy? Phải không ta?
Khoan, phiên bản 0.776. À, bây giờ mới vô game này à, mình chọn được ba cái nhân vật đi luôn. Trời ơi. Đó, bây giờ mới gọi là bắt đầu trò chơi nè. Vẫn chưa nâng được cái gì cả. Kim đế trận rồi mà. Chết đây, bắt ra làm sao? Không có phần để mình bắt ra. Nhưng mà sao ta? Nè, cái bản này tôi chơi nãy giờ thì đúng là cái bản gốc sắp ra mắt mà. Chứ đâu phải là cái bản Gorogua hay là cái bản gì đâu. Chắc ngày mai á, thì Dev mới update một cái phiên bản đầy đủ hơn. Cái đầu update gần đây nhất là 6 ngày trước. Vậy là tới ngày ra mắt ngày mai á, chắc Dev update bản đầy đủ hơn. Lúc đó có thời gian thì tôi chơi thêm. Còn hiện tại cái này thì không biết sao này cũng mà chưa biết thêm cái gì đó. Rồi thôi, game là cơ bộ tới đây thôi nha, chúng ta qua con game mới coi như là xong cái bản Guru rồi, cái bản demo động game này đó. Đào qua game này đi, Stellar Setter, lướt lướt qua trang template này đó. Stellar Setter bui một cái tàu vũ trụ ngoài không gian. Game này thì Dev không có contact đôi qua cái nền tảng nào cả mà gửi trực tiếp qua email luôn, nên tôi cũng vô chơi thử rồi sao không hơn một năm ghi in đậm cái phần này luôn, nên cái bản Early Access này có thể là cuối năm nay anh em có thể chơi được luôn phiên bản đầy đủ. Coi được cái trailer coi sao. Đợt này thì lúc cái game tháng 3 tôi cũng có lướt lướt qua coi thử, nhưng mà chưa biết cái chất lượng con game nó như thế nào, cũng chưa có coi kỹ nữa. Mỗi cái nhân vật chúng ta đều có một cái kỹ năng luôn. Như hồi nãy tôi thấy là cấp nước cấp điện vậy đó, đây nè. Mỗi nhân vật đều có một kỹ năng riêng biệt hết. Xây xong mình phóng tên lửa lên nè, rớt xuống hành tinh bên đâu à, gân cưa rồi nè à. Hồi nãy dôm lên là cực kỳ gân cưa luôn á, phóng thất bại, bây giờ để tiếp tục nghiên cứu nè. Rồi, Stellar Setter là một trò chơi mô phỏng xây dựng căn cứ thành phố ngoài không gian và thuộc địa. Vui đó chơi xây dựng căn cứ theo chiều dọc và chiều ngang độc đáo, hãy kiểm soát mỗi khu định cư, xây dựng cái thuộc địa thịnh vượng của riêng bạn trên năm hành tinh thù địch, nhận vật liệu để chế tạo tàu vũ trụ dựa trên tính chất vật lý để cố gắng thoát khỏi những cái hành tinh này. Giới thiệu cũng tương đối cơ bản, vẫn chưa hiểu cơ chế con game cho lắm. Game này chừng nào ra mắt ta? 17 tiếng nữa, 17 tiếng nữa thì bây giờ là 21 giờ mà 17 tiếng nữa thì chắc là tầm giữa trưa ngày mai, xế chiều ngày mai đấy. Cái gì đây nè, giảm giá Early Access mà tới 50% luôn. Không phải giảm giá nha, tức là cái giá giai đoạn Early Access này á sẽ là rẻ hơn so với cái bản hoàn chỉnh. Tức là game này ra mắt ví dụ như là 10 đô đi, 20 đô đi, anh em giảm 10% còn 18 đô. Nhưng mà cái phiên bản chính thức thì giá nó sẽ x2 lên từ cái gốc mà 20 đô đó. Chứ không phải là lúc review con game này sẽ giảm 50% nha. Mà là giá nó
cái bản đầy đủ á sẽ tăng gấp đôi so với giá cái bản Unity Offset này. Nên anh em canh cái thời điểm mà con game gần ra mắt á, anh em mua con game này thì coi như giảm giá 50% rồi đó. Rồi, bây giờ vô game. Ngôn ngữ có rất nhiều ngôn ngữ nhưng rất tiếc là không có tiếng Việt chúng ta. Tutorial, bàn phím chuột, tốc độ chuột, camera mod, tự do. Lại hết rồi, setting khá là đơn giản luôn. Mod này là cái gì? Game mod vẫn đang trong cái quá trình hoàn thiện. Chúng tôi lên kế hoạch ghi lưu chế độ chơi tự do, chế độ chơi giải trí, sandbox và chế độ xây dựng tàu vũ trụ trong cái dòng ED Offset này. Cảm ơn bạn đã tham gia cái giai đoạn này ha. Quá nhiều thứ đi, trời ơi. Chưa biết gì cả. Rồi vào một, chúng ta có nhạc nghe rất là du dương luôn nha. Điều này cũng khá ít người làm, chỉ có là khoảng 4-5 người à, 5 người. Studio chưa tới 10 người, phiên bản hiện đại là 0.55. Tôi chọn nữ thôi nha, không có chọn nam đâu. Đó, nam em gái, hai anh đực thì ở nhà đi. Không cần biết mà cái nội tại là cái gì. Bạn có thể đào mấy cái mật vật liệu mới vô game cái là chúng ta được cái thành tựu đầu tiên. Vang vang vang, game hồi nãy là không có thành tựu luôn nha. Đâu rồi, không có thành tựu luôn. Con game tôi còn có thành tựu đó, con game này không có ai chích mình đâu luôn nè. Trời ơi anh em dép game, anh em dép con game mà không có ai chích mình đâu hết. Nè game này có team này chích mình à, mới vô tôi đừng cái luôn, game tôi còn có ai chích mình á. Chào mừng bạn đến với là cái setter đầu tiên của chúng ta. Oliva là cái em dẫn chuyện, là cái người đầu tiên nãy chúng ta chọn á. Mục tiêu của mình bây giờ là bui thành công một cái kết nối giữa cái trạm vũ trụ. Rồi ok, thu nhập những cái tài nguyên có giá trị, xây một cái mà trạm phóng không gian. Lưu ý là mỗi cái hành tinh đều có một cái thử thách về môi trường khác nhau. Cái này là cái gì? Chọn cái fort và đặt nó trên cái mặt đất. Ok, đây là mình xây dựng, đây là cái tua ghép, cái ống kết nối, tinh nồ. Nó không có phím số 123 gì cả nha. Nhiệm vụ đầu tiên, bui một cái máy đào. Bui cái máy đào, máy đào mình có cần đặt ở đâu không? Sau đó lập một cái ống kết nối chữ T, ngọn này chữ B. Tắt cái vi sinh cho nó ổn định cái. Cái này chữ T, còn cái này chữ B nha. Rồi kết nối vô. Bây giờ mình sẽ access một cái ai đó đi vào để làm cái công việc này. Chọn đúng em Oliva luôn. Tiền của mình 80 đây hả? Mình có thể chọn cái lỗi máy đào ghi sụt bằng cách click vào nó. Nó có thể đào là nước nè, gọi là nước đất điện đi.
nước đất điện với vàng. Bây giờ cái ít nhất của mình là khá là vàng, chọn nó vàng. Đầu vàng thì chưa có cái kho chứa nên nó không có đào được, nước cũng chưa luôn. Tiếp theo xây cái kho chứa vật phẩm bằng cái này. Có cần kết nối vô đâu không? Bây giờ quay bằng phím F hoặc là phím G rồi ok. Cái công trình này nó cần phải kết nối với cái nguồn điện. À, cái này là cái kho chứa điện của mình. Rồi ok. Con này sao nó không đi làm việc nữa vậy? Nó đứng rồi kìa. Còn con này nữa. Trong này đồ họa thì cũng tương đối ổn áp thôi. Con nét bui đinh phọt. Nhận một nước cho mỗi 12 giây. Không có điện. Không có điện nên sao? Không hiểu lắm. À, cái này là cái cửa. Cái chia ba này năng lượng mặt trời này sẽ cộng cho mình một điện mỗi 10 giây. Cái này bắt buộc phải bôi chồng lên những thành khác. Từ 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 từ. Cơ bản vẫn là mình xây tất cả mọi thứ thôi.
nghiên cứu để mà mở thêm cái này, nghiên cứu làm sao. Nghiên cứu ở đây mình chưa có điểm nghiên cứu nào cả, phải xây cái nhà rồi đó để có cái nghiên cứu mới được. Nãy mình xây tới cái nào ta, thung lũng silicon nè, cái lon gua này, lon gua này xây rồi luôn rồi. Quá cộng một người cho mỗi 3 phút. Cái trung tâm nghiên cứu của mình là thiếu cái đá đỏ. Rồi sao bấm đá đỏ thì nó không đi làm việc ta? Nha. Tại sao? Nè đá đỏ nhóc trên nè, nhưng mà sao nó không đào đá đỏ? Quái. Cái này chắc là nước, cái này là nước, cái này đá đỏ nè, nhưng mà nó không đào. Vui hai cái game hao luôn. Rồi cứ coi dưới lên trên đó nè. Vậy mà nãy giờ không để ý. Cái gì đó, cái gì đó. Một cư dân đã bị bệnh. Hai cái ginh hao rồi mà ta. Đây cái nào. Ủa chưa hả? Ủa sao không vui được? Tại sao? Vướng cái gì à?
cái màu xanh lam này là cái gì? Cái kho chứa giới hạn. Ok, xây cái kho chứa giới hạn lên. Đó là cái này. Cái nữa mới đủ. Luôn giữ máu trên 30%. Chọn mà những cái cư dân này tham gia vào cái phi hành đoàn của mình. Tune thì là những cái cổng kết nối bây giờ sẽ giảm giá đi 30%, không quan trọng mấy. Bui hai cái lon gua là cái này, tăng 1% máu cho mỗi phi hành đoàn trong 12 giây cũng được. Bui hai cái phọt hình vuông qua Gavot, tăng một cư dân mỗi 3 phút. Đó là cái nhà này luôn nào. Match ship tất cả các cư dân làm việc rồi xong luôn. Ủa? Còn ai nữa đâu? Còn ai chưa có việc nữa đâu? Summer Builder tháng này thì tôi đã làm rồi. Gì kỳ ta? Sao cái quét này nó bị kẹt ngay đó vậy? Nhưng mà cái nhiệm vụ này là mình gán tất cả các nhân viên vô những cái post mà thấy tại sao chưa lên cái post nào. Mình sẽ tiêu dùng mấy cái điểm này cho hết đã. Đây trung tâm nghiên cứu của chúng ta đây. Có cái trung tâm nghiên cứu rồi, cái quát kia rồi, rồi cái này rồi, tâm girl Ford. Là cái khu này chắc cái khu dạng nghỉ ngơi á. Vẫn là cái nhà kho thôi, nhà kho này chắc đặt ở đây luôn cho rồi. Ấy à. Phải thiệt.
Khốn nạn vãi, nó chơi một cú. Chơi cú năm đi bi đát luôn. Cái này sao thì tôi hết biết rồi nè. Ơi bảo cát tí nữa thì sẽ phá hủy tất cả các quặng màu đỏ này. Mấy cái quặng màu đỏ này thì con xe của tôi nó không hút được. Không biết tại sao luôn nào. Ủa hút được rồi nè. Đổi quặng đi, đổi quặng đi. Nãy là bị cái lỗi bến gì á trong vòng 5 phút. Ở đây còn quặng nữa nè, ông chia ra mà làm. Trời ơi. À phải có một thằng đào với một thằng chở thì nó mới vô được cái quặng đó, hiểu rồi. Hồi nãy là mình không có thằng nào đào cả, chỉ có mấy thằng chở thôi, nên bây giờ đồ nó gớm đúng như nè. Nhìn nó lụm rồi. Đây là do bệnh nhân bị bệnh vô đây trong vòng 10 phút. Đó, giờ mới xong hết nè. Trời ơi. Nói gì cái này nói thêm cho nó đẹp thôi, chứ không tới dụng gì cả. Điện mình vẫn khá là thừa à. Hai trung tâm nghiên cứu. Tăng được cái chiều cao công trình, còn cái này là cái cổng chia 4. Cái này cái bản vẽ gì đó. Giữ cho máu tất cả những cư dân của mình nó trên cao hơn tí. Cái ghì sụt này, dùng 2.000 cái ghì sụt thì mình được thưởng 30% máu. Bây giờ chỉ còn cái quét của em này thôi, 2.000 cái ghì sụt. Mình gán gom cái quặng đỏ trước khi là bảo cát nó phá hủy hết ba cái quặng đỏ này. Energy hả? Một con xe chuyển qua đào Energy đi. Ừ, nó văng ra ngoài luôn. Một con xe chuyển qua đào nước, một con xe chuyển qua thu nhập nước. Để cái Anamed online cả. Game này nó chiêu chiêu cũng nhẹ nhàng ha, chưa thấy quá nhiều cái thử thách nó có. Rồi quặng đỏ mình bây giờ nhiều rồi đó.
Game này không có phần tăng tốc độ quá đâu, bão cát đâu, bão cát đâu. Ý trừ 25% trong 5 phút. Hiện tại mình đang thu nhập là 32 trừ 25%. Cái này với cái này ganh một cái điểm nghiên cứu trừ 10% cái vật liệu tiêu tốn trong mỗi 4 phút, còn cái này thì nó lên thẳng luôn, chỉ là tốn tài nguyên mình xây thôi. Dưới 8 tầng là không xây được, 4 tầng trung tâm nghiên cứu của mình đâu ta, đây nè, mình sẽ sử dụng điện đúng không, điện mình có khá nhiều rồi, sử dụng cái này đây. Đạt được 10 điểm nghiên cứu rồi, đơn giản thôi. Hết tài nguyên rồi. Bây giờ thiếu tiền. Xây thêm mấy cái nhà xe nữa được không ta? Một trên bốn là sao, nhưng mà em này thì được 4 trên 4, không hiểu cho lắm.
một chapter nữa sẽ bị bệnh. Trời ơi, bệnh mà nó đoán trước luôn. Hết bổ cát rồi. Nhẹ cả lỗ tai luôn. Thành viên mới đã đến. Hai mươi phần trăm cơ hội kích hoạt thêm một cái event mà có lợi cho mình thêm một lần nữa. Ba mươi phần trăm cơ hội là né được cái event đen tối. Mình cử người vô thì nó sẽ tăng thêm 70% công trình, hiệu quả công trình. Tiền. Làm sao để mình quản lý được mấy con xe của mình ta? Chết rồi, nó bị kẹt rồi. Điện 161. Nước đủ luôn.
Vàng thì mình không thể thay khác được. Ủa được không nào? Làm khó nhau nghe à. Cái gì tới nữa rồi. Từ từ đã. Nắng nóng quá thì một vài công trình nó thể bị hư hỏng, cần phải sửa chữa nhanh. Bây giờ nghiên cứu cái phần mà chi đơ đã. Nãy giờ lo xây cái gì quá. Nhiều quá vậy. Cái này khá quan trọng nè, nhưng mà nó bắt buộc mình phải xây cái chi đơ trước rồi. Hai trăm năm mươi sáu tiền nữa. Đang bị cái gì mà nó đứng yên hết ta?
Sao? Tại sao? Sao nó lại màu đỏ là thế nào? À, bây giờ nó mới có kho nó chứa nè. Thiệt. Sáu. Có cái nào mà nâng kho nó nhiều hơn tí không ta? Sáu tiền, tiền thì đợi tí nữa là đủ. Để coi có cách nào farm tiền nhanh hơn không. Đây cái nhà này mỗi 12 giây. Tầng 6 trở lên là tầm này vừa. Nó bay đâu vậy? Nó bay đâu vậy? Đã à? Rồi xây cái hệ thống sửa chữa cũng là 10 luôn. Đây nào. Điện với mà vàng. Điện thì mình có 3-4 cái gương ngoài trời đây rồi, nên chắc cũng đủ thôi. Cái móc điện này còn có 200 mà nghe. Cái này đây, còn bên kia còn mớ điện nữa.
Nhờ đi tới nước nữa. Chuẩn bị đón một cơn sóng nhiệt thì tất cả sẽ trở nên rất là nóng nực, dễ bị hư hỏng. Bây giờ 380 tiền, 266 điện. Cái này không ngon cho mấy, 50% vô đây nó cũng chậm ghê rồi hả. Wheel of Now Phát. Trụ phòng thủ này thì chống lại những cái như là thiên thạch. Này chống lại lửa hả? Cái này chống lại phóng xạ. Sao nó không sửa ta? À, đang sửa cái nhà này. Nó có sửa méo đâu. Rồi, ok hết, chả sao cả. Mấy cái sự kiện này nó đọc phải không? Nhà máy điện hạt nhân thì sẽ tăng thêm 2 điện nhưng mà tốn 5 vàng, trừ 1 vàng mỗi 5 giây. Hết luôn rồi, hết nước luôn rồi đó. Nhầm 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 nhầm. Thank you.
Bây giờ tích tài nguyên đợi đủ 30 điểm coi. Nó ra làm sao đó. Này đạo quái gì? Điện hả? Để đây cho cái xe nó chạy thẳng vô luôn cho nó nhanh, đỡ phải đi lăng quăng mất công xa xôi. Cái mày đang ở cái nhà nào vậy trời? À đây. Nhà đào quặng thì cũng được đi. Bỏ không được. Mới có 22 điểm à. Làm gì nữa bây giờ? Cứ ngồi chờ như thế này đó hả? Chuẩn bị là nó đâm ra nó bệnh hàng loạt rồi nè. Thành hết rồi.
Bây giờ đợi đủ 30 điểm mà bài học này thôi. Mỗi phút mình sẽ đạt được 3 điểm nữa. 11%. Chơi thêm cái nào hồi máu cho nó đã. Một máu mỗi một phút. Anh em nhìn cái thành phố của tôi thấy thế nào? Rất là đều luôn. Tăm tắp nhau luôn, thấy không? Một thành viên trong phi hành đoàn mình sẽ đổ bệnh. Một đào mà hai nhặt nè. Này cũng một thằng đào mà hai nhặt nè. Mình sắp khai thác mà cạn cái tài nguyên trên này rồi. Một cái công trình rất là thú vị của một cái người ngoài hành tinh cổ điển để lại ở trên cái glass hành tinh này, trông giống như là nó xây để khai thác vật liệu. Vớ vẩn biến động lắm. Ủa đây còn cái mỏ tiền nữa đó. Game này nhẹ nhẹ nhàng đúng chiêu luôn, chơi rất là thư giãn thoải mái. Anh em là có thời gian mà chơi mấy con game này á, cắm máy ngồi làm mấy cái chuyện khác nữa. 30 nữa. Ngang trời ơi, 1.000 có bốn loại tài nguyên, kho của mình chỉ có là 5.400 thôi. Bây giờ mình phải đẩy nhanh cái là nước và cát, nước và đá đỏ. Như vậy thì tính ra nó lãi không ta? Tức là một đối một à, cộng hai điện mà bớt một vàng thì nó cũng đâu có lãi đâu. Cộng hai này bớt một cái kia coi như đào một cái này thôi. Tức là 5 giây mình tăng được một cái. Cái này 12 giây mới tăng một cái cũng mà có lãi. Cũng có. Quên cái hết tiền luôn. Không ai bị bệnh cả. 85 nước.
Vì bui bốn cái nhà này cũng được. Thế quái nào câu được cái này ta? Sao vậy? Sao nó không dính vô bên đây? Sao cái nhà này không có điện? Cái này truyền dưới nên có nè. Hay là do cái ống này mình xây trước? À không, bên đây không có đường đi qua. Rồi, ok. Bốn chục, 19, 25, 32, thiếu điện. Mình nghiên cứu cái gì lên điện cái nữa là được. Đây. Nút đi là có một cái mà ta. 85 nước. 85 nước là đủ cái này. Nút đi mình có cái này nè, nhưng mà nó vẫn không đủ luôn. Điện mình lên là thấp nhất trong tới vàng.
mà vàng sắp đủ ngàn rồi nên mình không lo cái vấn đề đó nữa, lo cái điện với cái nước thôi. Điện nè, nước nè, nước thì nó dùng đá đỏ nhiều nhưng mà đá đỏ mình 40 lận nên bây giờ lo điện trước đã. Bão cát thì cái này giảm mà 40. Này 700, cái này 300. Tôi cho còn 4 cái xe đào rồi ta. Này 200 nữa thì vừa đủ luôn rồi. Ba mươi hai, 40, 19, 13, chết rồi, vàng thiếu dữ lắm. Một vàng mỗi 2 giây, không tốn gì luôn. Em này thì đâu có cái năng lực gì ngon đâu. Liam thì cũng ngon đó nè. Nước 32, 40, điện, thiếu điện. Bốn trăm nước luôn nha, 400 nước thì hơi bị lâu đó. Nhưng mà đổi xây được cái này 400 nước thì 200 giây thì nó ra 900 giây, 15 phút thì mới gỡ vốn rồi được. Sao cái này tốn nguyên liệu quá. Hơn 900 giây nhiều. Gần cả ngàn giây á. Thank you.
Điện mình sắp hết rồi, không thể tiêu hoang được nữa. Vàng cũng sắp hết luôn rồi. Bây giờ lo điện trước đã. Phần trăm sản lượng cho top và bot luôn. Cái đường kết nối thẳng với những cái máy đào tài nguyên khác thì sẽ tăng 40%. Đúc vô cái này được không? Cho em nó ra được ta. Lại có cái biến gì nữa rồi. Mình có thể né được cái hiệu ứng này. Quái này xanh sao trời, chỉ có thể đặt trên mặt đất thôi. Ba mươi hai, 40, 50, 43. Bây giờ thiếu nước thôi. Mỏ vàng ở đây thì sắp hết rồi. Thì đâu hết 4 lần rồi.
nó đi đâu hết rồi ta? Đó, bốn thằng đào đủ rồi đó. Điện sắp hết luôn rồi. Nước vẫn thiếu nè, nước xe gì mà vẫn thiếu. Ngoài nó bự. Cái đường này nó méo dính. Cái tiền trừ một nước, xây những cái liên quan đến nước thôi.
quá cồng kềnh, một pha xử lý cực kỳ cồng kềnh luôn. Bây giờ thiếu mỗi nướng nè, điện dư rồi nè. Điện dư rồi lấy nước. Đổi cho nó luôn. 40, 49, 43. Nước 72 rồi, cân bằng đó. Chúng ta sắp được phóng tàu vũ trụ rồi. Cái thành phố mà hơi cồng kềnh tí, tại lúc đầu không quen á, chứ anh em chơi quen rồi anh em quy hoạch á, thì những cái nào nó giống nhau anh em xếp chồng lên, giống như cái nhà kho nè, anh em sẽ mà tiết kiệm được cái diện tích rất là nhiều. Ngoài ra cũng không có những cái đường ngoằn ngoèo như thế này nữa. Tăng những cái tốc độ của những con bot là sao thôi. Vãi, còn 100% máu luôn. Chưa bất kỳ cái shitter nào đưa vào trong này chỉ trong vòng 1 phút à. Cái nhà này đúng là bếp chữa trị đúng nha. Nhà này thì mình có thể đá shitter ra. Nhà này là cái quái gì ta? Bốn mươi tám dân, mình mới có là 8 dân ở đây thôi. Rồi, nhiệm vụ thành công. Nhận được 200 m. Nhiệm vụ thứ hai, xây dựng cái tàu vũ trụ hả? Chưa xong nữa. Bây giờ mình phải design cái tàu vũ trụ này thuộc bốn cái này. Xin sao? Đích nó là cái gì nè? Bốn cái này là bốn cái bay lên nè.
mấy cái này nó không có chạm đất hả? Cái gì mà khó vậy nè? Ok, xong cái này vui tăng bình chứa nhiên liệu quá. Bộ phận hỗ trợ sự sống hai bit modem. Chết rồi, xây hơi thưa rồi. Support modem đi. Thiếu một tí nước và một tí điện, còn lại tiền đá đỏ dư rất là nhiều. Điện 1.300 lận, nước thì đủ rồi nào. Vàng thì mình cần không? Vàng mình cũng dư nữa, vàng dư thoải mái luôn. Điện 1.380 thì tí nữa đủ rồi. Rồi, thời khắc lịch sử của chúng ta đây. Rồi, chuẩn bị. Ủa?
ơi, bay đi, bay đi, bay đi. Cứt gì? Rồi, lên được level 3. Chúc mừng, bạn đã phóng thành công cái tên lửa đã bay lên. Bạn nhận được kinh nghiệm một cái hành tinh mới. Những cái phi hành gia và những cái mà cái gì mod nữa là cái gì ta, gọi là trạng thái cảm xúc gì đó. Bạn có thể đào những vật liệu bằng cách nhanh hơn bằng cách đặt cái toa lên, đặt cái máy đào lên thẳng cái vật liệu đó luôn. Mod mod thì vẫn trong cái chế độ còn kết thôi. Level 3 nè anh em thấy chưa à? Rồi, game này chơi cũng khá thú vị nha. Nên vẫn mong chờ cái phiên bản đầy đủ. Trong cái thời gian đó thì chúng ta có thể thưởng thức ba mà cái chế độ đơn giản như thế này. Tôi đã xong hành tinh đầu tiên, rất đơn giản luôn. Nhặt được ba cái artifact nè. Là mấy cái của người ngoài hành tinh nãy nó gây gớt á, anh em bấm vô sẽ nhận được một cái điểm nghiên cứu hoặc là mấy chục cái đơn vị tài nguyên. Hiện tại trong cái bản Elite Access này, chúng ta có 5 cái map. Cái map thứ hai. Rồi. Này đến đây thôi. Có thời gian chúng ta sẽ chờ tiếp.